Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của mình Điện Lạnh nha các nhá. Cho tí em mở nhỏ cái nhạc cái đi nhá. Đây. Em hôm nay thì lên cho các bác một em quay laser của Onkyo các bác nhá. Đây. Nó gọi là lọc xì đấy. Onkyo quay laser PAC50 các bác nhá. Đấy. Size 36 các bác nhá. Chạy ok, con này thì chạy ok hết rồi các bác nhá. Một chiếc quay laser này. Đấy. Đây. Có nhìn chưa? Đây, mẫu đen này. Ừ. PAC50 made in Japan. Onkyo AC100V nha các bác nhá. Đấy. Con này thì quá ok rồi, con này thì chạy ok ngon lành rồi các bác nhá. Đấy. Đây, một chiếc quay laser C50. Đây, em mở nhạc cho bác nghe. Chạy ok hết rồi. Đấy. Ok ngon lành nhỉ. À, con này thì quá ok rồi. Đấy, cho các bác chốt thôi. Đấy, con này thì ở trên thị trường thì em thấy giá rất là căng luôn. Đấy, nhưng mà con này thì các bác đến với em thì giá thì để cho bác giá là 1.3 triệu thôi mà nhá. 1.3 triệu chạy ngon lành rồi. Cái trên này là bụi đấy nhá các nhá. Đây, trên này là bụi thôi. Nguyên bãi mà. Quay laser. Đấy. Onkyo nhá. Quay laser PAC50. Đấy, bạn nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 75716 nhá. Hàng chốt thì mùng 6 gửi đi các nhá. Bây giờ thì chịu rồi, không gửi nữa rồi, giáp Tết quá rồi. Đấy, các bác thông cảm. Đấy, bạn nào ưng thì liên hệ cho em nhá. Đấy, xin chào bác, hẹn gặp lại các bác nhá.